Ông già ngoài xưa ông thế. Thế bỏ chưa? Bỏ lâu rồi, bỏ chục năm nay rồi. Bỏ từ năm còn bé à. Thế người uống rồi thời ở trong lính rồi. Thế là đến hình như năm em lúc năm lớp 6 rồi đấy. Quỳnh ở đầu đường nhưng nó quay ở đầu đường. Lúc năm lớp 6 rồi đấy, ông già em bỏ. Bị viêm gan nặng xong rồi còn tí bục dạ dày cơ. Xong còn tí bục dạ dày cơ mà. Vì trận đi mẹ ông già em toàn mẹ nhắm rượu cả ớt thôi. Kinh cái lái luôn. Hàng bà già em đi phải đánh nhau chửi nhau suốt ngày. Em à,